Xin chào tất cả các anh em. Idol Câu xin giới thiệu đến các anh em mẫu cần hai khúc của thương hiệu Shimano, cây cần Shimano Celtic Advance Sawzall. Thì cái mẫu cần này thích hợp cho các anh em chơi cái thể loại Sawzall, Lugan và câu cá lóc mòi thật. Cây cần này nó có size 3m và 2m9, độ cứng là MH. Tải mồi mắc là 80 g, khoen Fujika màu xám lòng súng ha, cái dòng khoen câu nước mặn, chơi được nước mặn, bass Fuji, cây cần của Shimano. Các anh em theo dõi cuối video để xem chi tiết cái mẫu cần. Cây cần này được đóng vào trong một cái hộp. Ở trên cái vỏ hộp thì có cái thông số kỹ thuật cây cần của thương hiệu Shimano ha, cây cần Celtic Advance Sawzall 962 96MH. Thì cái cây này nó có size 3m nữa nha các anh em, là 1002MH, chiều dài 2m9 này, số khúc 2 này, chiều dài thu gọn là 149.5 cm, trọng lượng là 247 g, đường kính đọt là 240 ly. Sử dụng dịp P mắc là số 3. Cây này có cái lượng tải mồi, trọng lượng tải mồi mắc là 80 g. Cái cán tay cầm của cái cần là chất liệu EVA ha, chất liệu EVA, bát máy Fuji. Và chiều dài cán lên tới bát là tầm 42 cm nha các anh em. Chiều dài cán lên tới bát máy ha, 42 cm. Một cái số liệu để cho các anh em nắm hình dung rõ hơn về cái cán ha. Và chất liệu carbon xoắn vân ngang ha, chất liệu carbon xoắn vân ngang. Dàn khoen của cái con là khoen Fujika. Thì cái khoen màu nòng súng ha, màu xám. Thì đây là cái dòng khoen câu nước mặn cho anh em. Khoen chống rỉ. Cái con Shimano dít mắc là 80 g, linh là dây số 3. Đây là cây cần sản xuất tại nhà máy Shimano ở Trung Quốc nha các em. Cây cần này sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Cây cần Celtic Advance Sawzall. Và cây này nó có size S1002 nữa nha các em, MH. Thì cây này là cây 2m9. Đây là cái khúc đọt. Thì cái cây cần này nó có tất cả là 8 khoen nha các anh em. Khoen Fuji 3 chân. Trên cái khúc đọt thì có tất cả là 7 khoen và một cái khoen đề ba ha. Là tổng cộng 8 khoen. Khoen đầu bu chống xoắn. Đường kính đọt là 240 ly. Cái action của cây này là slow. Và cây này nó có cái độ nảy, cây cần này nó có cái độ nảy thật là tuyệt vời nha các em. Cây cần này độ nảy cực kỳ tốt ạ. Đấy. Cần có cái độ nảy khá tốt. Cái khớp nói của cây cần là khớp nói kiểu chụp nha các em. Cái khúc đọt ha, nó chụp vào cái đầu gốc. Đây các anh em nhìn ha. Rồi cái con này cái action của nó là slow. Idol Câu vừa giới thiệu đến các anh em cây cần Sawzall của thương hiệu Shimano, cây Celtic Advance. Thì cây cần này thích hợp các anh em câu dít gần bờ, Sawzall và câu lure, Lugan, và đặc biệt là các anh em câu lure cá lóc mòi thật ha. Cây này đánh ok. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com. Các bạn và các anh em có thể comment để lại thông tin, Adocau sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các anh em. Các bạn và các anh em nhớ
nhấn đăng ký subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất.